nơi khắp thiên đàng sống với đam mê rực rỡ. Mô hình nuôi em là mô hình một em nhỏ sẽ có một người nhận nuôi. Sau đấy thì đến một năm học sẽ có hai lần đi thăm. Những cái người nuôi em này sẽ được đi thăm chính em nhỏ đấy ở trên bản vùng cao. Và người ta nhìn thấy một cái sự kết nối mà họ cảm thấy rất là tin và họ muốn làm câu chuyện là lan tỏa, chia sẻ đến mọi người khác. Lan tỏa, chia sẻ đến những cái người mình quen cũng như là bạn bè của mình. Cái hành trình 10 năm của nuôi em về những cái nơi mà xuất phát điểm đầu tiên của nuôi em là Nậm Vì, là những cái nơi mà hồi xưa thì những cái ngôi trường nó chỉ là những cái thanh tre được đập dập ra, rào chắn lại. Thì khi mà nuôi em đến đó và nhận thức được rằng là nếu có bữa cơm, trẻ em nó sẽ đi học đầy đủ hơn vào buổi chiều, thì mình đã phải quyết định là làm cùng với cái đấy với thầy cô. Ngày xưa là chưa có dự án mà cho các em ăn trưa tại điểm trường ấy, thì các em vẫn về thì buổi chiều các thầy các cô lại đi vận động. Nên là từ khi có cái chương trình dự án nuôi em của các anh chị Ánh Sáng Núi Rừng thì các em đi học đều hơn, chăm chỉ hơn. Ví dụ như là học sinh mà ở bản về trung tâm học thì nhà nước đã hỗ trợ nuôi theo nghị định 116 là hỗ trợ học sinh bán trú đấy, ở vùng đặc biệt khó khăn. Thế còn là những cái bạn mà đang ở bản bây giờ không về trung tâm ấy, thì những bạn đấy lại rất may mắn lại được hưởng lợi từ cái dự án nuôi em của Hoàng Hoa Trung, là học sinh đi học thì được ăn bữa trưa. Đấy, được ăn bữa trưa thì các em sáng đi học, ăn cơm trưa xong ngủ tại lớp, chiều lại đi học, thì vậy là cái sĩ số lớp luôn được ổn định và cái vấn đề mà các em không sợ đói. Khi cộng đồng được biết, cộng đồng đồng ý 100% thì chúng tôi đã sử dụng cái số tiền ăn dư để làm những cái chương trình đó. Thế là tự nhiên chúng ta có thêm 3 dự án để hỗ trợ. Sau này thì những dự án đáng yêu như là đồ chơi cũ, tủ sách cũ thì cũng không mất thêm tiền. Chỉ là mình thêm vào thôi, tận dụng những cái số lượng mà mình đang có, những cái cộng đồng mình đang có để làm những cái dự án nào để cho các bạn vùng cao. Thì đấy là những câu chuyện rất là thú vị để mình phát triển cái hệ sinh thái nuôi em, nó hướng ra nhiều hướng hơn. Nhiều dự định lắm, những dự định về tiếp tục trao quyền cho sinh viên gia tộc thiểu số, những dự định về xây nhiều thật nhiều các cái khu nội trú dành để cho các em được học hành tốt hơn, những dự định để kết nối tăng thể trạng cho các em gia tộc thiểu số. Chúng ta làm được gì? Rất nhiều các cái câu chuyện mới, rất nhiều những cái ý tưởng mới, rất nhiều những cái phòng tin học này, rồi là phòng tin học dành cho các bạn dân tộc thiểu số này ở trên vùng cao này, hay là laptop tặng cũ dành cho những cái bạn sinh viên dân tộc thiểu số ngay tại các thành phố lớn này. Thì đó chính là những cái câu chuyện mà nuôi em sẽ theo đuổi, tiếp tục theo đuổi về giáo dục, tiếp tục theo đuổi về câu chuyện làm thế nào để các em mới được có những cái điều kiện thuận lợi học tập tốt hơn. Sau bao nhiêu năm các em đi ra lớn lên thì mình nhìn thấy một cái sự gì đấy nó rất là, nó không phải là tự hào nữa, nó là cái câu chuyện về xúc động, câu chuyện là cái câu chuyện hành trình của mình, nó xứng đáng hành trình thanh xuân của mình, hành trình thanh xuân của rất nhiều con người, hành trình tự tin của những cái cộng đồng. Thì đây cũng là một cái hành trình thú vị, một cái hành trình thanh xuân để có thể rằng là đồng hành cùng các em trong những cái quá khứ, hiện tại và tiếp theo nữa.